chúng ta có thể có một số tình huống lâm sàng thường gặp như sau. Thứ nhất là có một bệnh nhân 76 tuổi, rất nhiều các yếu tố nguy cơ, dung nhĩ điều trị syndrome thì phập phù, rồi xuất huyết tiêu hóa suy thận, vào viện thì hội chứng bệnh cấp, không có SC chênh lên, và bệnh nhân cũng có chỉ định chụp đụng ảnh hoành xét can thiệp bởi vì là những cái dấu hiệu rất là rõ. Lại một trường hợp thứ hai thì tuổi thì trẻ hơn, tăng huyết áp, đái tháo đường, điều trị không đều, vào viện vì nhồi máu cơ tim sau dưới, và các cái xét nghiệm của bệnh nhân thì thấy rằng là cũng tăng troponin rất là nhiều, nhưng mà bệnh nhân này vào viện trong khi chờ đợi để chúng ta can thiệp thì 15 phút sau xuất hiện dung nhĩ, và chúng ta can thiệp xong hơn 24 giờ cho thuốc cortisone thì bệnh nhân lại về nhịp xoang. Thế thì câu hỏi đặt ra cho hai bệnh nhân này trong thực hành lâm sàng chúng ta rất thường gặp là nguy cơ của cả hai bệnh nhân như thế nào, và thứ hai là chúng ta dùng các thuốc chống đông, chống ngưng tập tiểu cầu cho bệnh nhân như thế nào, mấy loại, trong bao lâu, kéo dài như thế nào. Thì chúng ta cũng biết là đây là hai cái thể chúng ta hay gặp. Với cái trường hợp thứ nhất vừa dung nhĩ vừa hội chứng hoành cấp thì đương nhiên chúng ta phải dùng thuốc chống đông và thuốc chống ngưng tập tiểu cầu vì có can thiệp vành vành. Nhưng cái trường hợp thứ hai thì có dùng hay không cũng vẫn là những cái vấn đề bàn cãi hiện nay. Thứ nhất thì chúng ta cũng đều biết được dung nhĩ là rất thường gặp đối với trong bệnh nhân hội chứng hoành cấp hoặc là ở những cái trường hợp được can thiệp động mạch vành. Đây là một cái báo cáo khá là mới của một cái nghiên cứu sổ bộ tiến hành tại Italia thì cho thấy rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân có dung nhĩ ở những trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có SC chênh lên hoặc không có SC chênh lên cũng không phải hiếm gặp, từ 4 đến 7%, một số báo cáo của Hoa Kỳ là khoảng 10%. Đặc biệt khi bệnh nhân có dung nhĩ thì làm cho các cái nguy cơ về cái outcome của bệnh nhân xấu đi, kể cả những các cái biến cố gộp, tử vong, stroke hoặc là chảy máu ở cái nhóm dung nhĩ là cái đường gạch này thì đều cao hơn đáng kể so với cái nhóm bệnh nhân mà còn nhịp xoang. Và đặc biệt những cái nghiên cứu theo dòng thời gian thì thấy rằng là cái việc này nó cũng vẫn giữ nguyên như vậy, có nghĩa là bệnh nhân dung nhĩ mặc dù có nhiều cái tiến bộ điều trị đáng kể nhưng các cái biến cố nó cũng không cải thiện được là mấy so với cái bệnh nhân nhịp xoang. Và đây cũng là một cái sổ bộ ở Italia trong cái chương trình là AMCO thì chúng ta thấy rằng là vừa nhồi máu cơ tim SC chênh lên để vừa dung nhĩ là cái nhóm mà nặng nề nhất ở trong trường hợp như vậy. Thế cái câu hỏi thứ hai đặt ra đối với cái bệnh nhân thứ hai là dung nhĩ mới xuất hiện thì có nguy hiểm hay không? Thì một cái nghiên cứu sổ bộ ở Hàn Quốc lại cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ ở những cái bệnh nhân biết dung nhĩ từ trước hoặc là dung nhĩ mới xuất hiện, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy thì rõ ràng là dung nhĩ mới xuất hiện nó cũng có nguy cơ nhất định, tuy nó có thấp hơn cái dung nhĩ có biết từ trước một chút, đấy là cái người châu Á. Nhưng mà những cái nghiên cứu trong cái Horizon AMI thì lại thấy rằng dung nhĩ mới xuất hiện là một yếu tố nguy cơ xấu, thậm chí không kém gì so với cái dung nhĩ đã xuất hiện từ trước. Ở đây thì chúng ta thấy là quốc gia cạnh ta là ở Trung Quốc nó có một cái thử nghiệm thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái dung nhĩ mới xuất hiện thì có nhẹ hơn một chút ở cái người châu Á so với cái dung nhĩ là xuất hiện từ trước, còn so với nhịp xoang thì nó có một cái khoảng cách thì hết sức là rõ ràng. Thế do vậy cho nên câu trả lời là dung nhĩ mới xuất hiện cũng không tồi hơn cái dung nhĩ đã có từ trước. Do vậy cho nên là chúng ta bắt buộc chúng ta cần phải có những các cái chiến lược nó hết sức là rõ ràng như vậy. Thế thì chúng ta thách thức trong cái điều trị dung nhĩ của chúng ta ở bệnh nhân hội chứng vành cấp mà đã có cả dung nhĩ và có cả vành cấp thì chúng ta phải đối mặt với hai vấn đề. Một là giải quyết cái bệnh mạch vành có huyết khối. Hai là chúng ta phải giải quyết những cái vấn đề tắc mạch liên quan đến dung nhĩ, tắc mạch hệ thống nó có thể xảy ra. Ở đây thì chúng ta thấy rất rõ rồi là đối với cái chuyện chúng ta can thiệp động mạch vành thì những nghiên cứu kinh điển cũng như cơ chế bệnh sinh đã chứng minh rất rõ đây là cái vấn đề của kháng kết tập tiểu cầu. Do vậy chúng ta phải điều trị bằng các thuốc kháng kết tập tiểu cầu. Ngược lại, ở những cái bệnh nhân dung nhĩ thì các cái biến cố lại là tắc mạch hệ thống rất là nhiều. Do vậy cho nên là chúng ta phải điều trị bằng thuốc chống đông đường uống, trong đó có kháng vitamin K hoặc các DOAC chúng ta đều biết. Thế thì một bệnh nhân lại vừa bị dung nhĩ lại vừa có bệnh lý động mạch vành cấp phải can thiệp thì chúng ta về mặt lý lẽ thì chúng ta đều muốn là thế thì ta cộng hai thứ vào, vừa cho cái can thiệp động mạch vành thì cho cái kháng tiểu cầu kép cộng với các cái thuốc chống đông đường uống, như vậy thì là mỹ mãn rồi, giảm được tất cả, vừa đánh được dung nhĩ vừa đánh được mạch vành. Nhưng mọi thứ nó không phải hoàn toàn như vậy, khi sự kết hợp này nó sẽ làm tăng cái nguy cơ chảy máu lên rất nhiều ở những bệnh nhân như vậy. Thì do vậy
cho tới hiện nay thì tất cả các tác giả, các khuyến cáo người ta đều khuyến cáo chúng ta là để đánh giá một trường hợp bệnh nhân dung nhĩ hoặc dung nhĩ mới xuất hiện ở bệnh nhân hội chứng hoành cấp phải can thiệp thì chúng ta phải hết sức cân nhắc. Trước hết là phải cái chỉ định can thiệp của chúng ta có đúng hay không, và đánh giá bệnh nhân nhu cầu sử dụng thuốc chống đông lâu dài, đánh giá giữa nguy cơ huyết khối tắc mạch và chảy máu ra làm sao để chúng ta có cái sự quyết định. Trong thủ thuật thì bác sĩ cũng phải cân nhắc là cái đường vào mạch quay nó sẽ ít bị gây biến chứng chảy máu hơn đường vào mạch đùi, và nên là đường vào lựa chọn. Và đặc biệt là liên quan đến kỹ thuật rất nhiều, với những các cái kỹ thuật phức tạp, ví dụ như là stent thân chung, stent chỗ chia đôi, rất nhiều nhánh, rất nhiều cái stent gối nhau, thì chúng ta cũng phải hết sức là tối ưu hóa. Đấy cũng là một trong những cái điểm để chúng ta ngăn ngừa được cái bệnh nhân bị các cái biến cố huyết khối sau này, và cái chiến lược dùng chống đông của chúng ta có thể thay đổi hơn. Sau thủ thuật thì chúng ta lại phải đánh giá theo dõi hết sức là chặt chẽ, đặc biệt là chúng ta phải tái đánh giá lại cái nguy cơ của bệnh nhân thời điểm A nó không phải là nguy cơ vĩnh viễn suốt đời của bệnh nhân. Do vậy cái việc đánh giá lại và thay đổi chiến lược chống đông là rất quan trọng, đặc biệt là chúng ta cân nhắc cho bệnh nhân cái PPI và tránh các cái thuốc làm ảnh hưởng tới cái đông máu, và đặc biệt chúng ta thực hành thuốc chống đông theo các cái chiến lược đồng thuận bây giờ. Thì thứ nhất, đánh giá bệnh nhân thì các tham điểm transvasc và tham điểm chảy máu chúng ta nên sử dụng, bởi vì đây là bệnh nhân dung nhĩ chứ không phải bệnh nhân mạch vành, mà chúng ta đánh giá bằng cái preside DAP hoặc là các cái tham điểm của cái hiệp hội chảy máu bây giờ thì chúng ta cũng không dùng tới. Còn câu hỏi mà cuối cùng mà hiện giờ người ta đã gần như là ngã ngũ là cho hai loại thuốc hay ba loại thuốc lâu dài và lựa chọn một thuốc gì. Thứ nhất thì những cái nghiên cứu thuở ban đầu đã cho thấy rằng nếu mà bệnh nhân dung nhĩ thì việc chúng ta dùng aspirin và clopidogrel không hiệu quả bằng các thuốc chống đông, đó là nghiên cứu active. Đặc biệt ở bệnh nhân đặt stent thì nghiên cứu star trả lời thì lại là các cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu lại tốt hơn warfarin. Đến năm 2013, nghiên cứu Watch là một nghiên cứu được bình chọn là trong 10 nghiên cứu nổi bật của tim mạch can thiệp, đã gầu như là gióng lên hồi chuông là chấm dứt cái chuyện là chúng ta cho ba thuốc kháng đông, gồm thuốc chống đông và thuốc tập tiểu cầu, bởi vì việc chúng ta cho hai thuốc nó ít chảy máu hơn rất nhiều so với chúng ta cho ba thuốc, mà chúng ta biết biến cố chảy máu là một trong những biến cố nó làm nặng lên cái tiên lượng của người bệnh. Và khi ra đời các cái thuốc chống đông trực tiếp, đặc biệt là các thuốc chống đông thế hệ mới, thì một loạt các thử nghiệm với các cái thuốc chống đông khác nhau, ví dụ như với dabigatran, rivaroxaban v.v. họ có những cái thử nghiệm riêng ở bệnh nhân can thiệp. Trong các thử nghiệm này thì tỷ lệ dùng clopidogrel rất nhiều, và người ta đều chứng minh được một điều trả lời cho câu hỏi thứ hai là các thuốc đồ ác tốt hơn sử dụng so với kháng vitamin K trong chiến lược mà chúng ta cần phải phối hợp giữa một thuốc chống đông với thuốc kháng nguyên tập tiểu cầu. Và cái nghiên cứu tổng hợp mới gần đây nhất thì cho thấy rằng việc chúng ta sử dụng chiến lược hai thuốc chống đông rõ ràng tốt hơn chiến lược chúng ta sử dụng ba thuốc chống đông ở bệnh nhân dung nhĩ có hội chứng hoành cấp phải can thiệp. Và ở đây là chúng ta đã nói tới chuyện là chúng ta sử dụng cái đồ ác với các cái biến cố là giảm được đáng kể các biến cố chảy máu nặng và chảy máu không có biến cố lâm sàng theo phân loại của Hiệp hội chống đông và kháng đông quốc tế và chảy máu quốc tế đấy. Và ở đây chúng ta sẽ theo phân loại kể cả theo thang điểm TIMI thì chúng ta cũng nghiêng về cái việc chúng ta dùng hai thuốc kháng đông hơn là các cái thuốc là dùng ba thuốc. Đặc biệt là câu hỏi là cái biến cố chảy xuất huyết trong nội sọ mặc dù không nhiều, nhưng cái việc chúng ta sử dụng hai cái thuốc kháng đông so với ba thuốc là rõ ràng nghiêng về hai thuốc. Còn lại nghiêng nữa nếu chúng ta sử dụng hai thuốc kháng đông nhưng là sử dụng cái NOAC thì rõ ràng hơn cái việc chúng ta sử dụng kháng vitamin K và chiến lược ba thuốc chống đông kháng đông. Thì đấy là những vấn đề rất rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý một chút là cái biến cố về tắc mạch vành đối với động mạch vành có xu hướng tăng hơn một chút ở cái chiến lược mà chúng ta sử dụng hai thuốc chống đông, hay là nói cái khác nó nghiêng về chúng ta sử dụng ba thuốc. Do vậy cho nên đặc biệt hội chứng hoành cấp trong giai đoạn đầu thì chúng ta hết sức là lưu ý chúng ta phải sử dụng như vậy. Thì trong các nghiên cứu này thì có một cái nghiên cứu Redouan với cái sử dụng dabigatran thì cái kết quả nó cũng minh họa là cứ sử dụng bộ đôi có một cái NOAC này thì nó sẽ hơn so với các cái chúng ta sử dụng bộ ba, nó rất là rõ ràng như vậy rồi về cái biến cố chảy máu. Nhưng đặc biệt trong nghiên cứu này nó chứng minh là nó không làm tăng lên các cái biến cố tắc mạch. Thì như vậy về lợi ích gộp thì chúng ta sẽ chắc chắn là chúng ta sẽ làm giảm được như vậy. Thì do vậy một loạt các cái hướng dẫn về điều trị chống huyết khối ở bệnh nhân dung nhĩ cũng lần lượt ra đời, trong đó hầu như hiện nay người ta thấy rằng là cần phải đồng thuận
Với những bệnh nhân thường quy thì chúng ta chỉ cần cho cái bộ ba, có nghĩa trong giai đoạn cấp và can thiệp, gồm có NOAC là ưu tiên cộng với thuốc kháng tiếp tật khẩu kép. Sau đó chúng ta chuyển ngay sang bộ đôi và tốt nhất được kéo dài được tới 12 tháng. Nhưng đối với những bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta trong bệnh nhân sau can thiệp này thì chúng ta cố gắng kéo dài được tới là 6 tháng là cái bộ đôi này. Nhưng đối với bệnh nhân là nguy cơ tắc mạch rất cao, ví dụ thân trung vân vân, chúng ta cố gắng điều trị bộ 3 được khoảng 1 tháng, sau đó điều trị bộ đôi trong vòng 6 tháng và chúng ta bắt đầu là chỉ dùng các cái thuốc kháng tiểu cầu, xin lỗi, các thuốc chống đông đường uống, ưu tiên là NOAC một cách đơn độc sau đó. Hướng dẫn của Hội nhịp châu Âu cũng như vậy, cũng có những cái mốc 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và cũng không có khác gì, chỉ nhấn mạnh thêm là đánh giá là những các cái yếu tố nguy cơ chảy máu cũng như là yếu tố nguy cơ tắc mạch, đặc biệt là chú ý tới những cái vấn đề mà can thiệp mạch vành phức tạp cho những cái bệnh nhân có nhiều các yếu tố nguy cơ tắc mạch. Đồng thuận Bắc Mỹ 2021 cũng không khác gì, chúng tôi thấy là một lần đầu tiên là tất cả các cái này nó đồng khá là đồng thuận nhau, cũng có những cái mốc nút can thiệp 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và cũng chia ra là 3 nhóm, nhóm thường quy cố gắng kéo dài và hai thứ thuốc tới 12 tháng. Còn nguy cơ chảy máu cao hoặc là nguy cơ tắc mạch cao thì chúng ta dùng bộ đôi nó có thể kéo dài hơn. Thì đấy là những cái vấn đề chính. Thế còn một chút nữa nói về là trong các cái phân tích Madato thì ở những cái bệnh nhân dung nhĩ mới xuất hiện thì cái và dung nhĩ xuất hiện lâu ở Italia thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân ở cái thực hành ở nước Ý người ta dùng các cái thuốc chống đông rồi bộ đôi, bộ ba của người ta cũng khá một tỷ lệ rất là cao, kể cả dung nhĩ mới khởi phát. Và chúng ta thấy rằng là ngay trong cái thử nghiệm này thậm chí người ta lại còn thấy rằng là trong theo dõi ở cái dung nhĩ mới khởi phát thì cái tỷ lệ tử vong lại còn cao hơn cái dung nhĩ trước đó. Do đó cho nên là chúng ta cần phải hết sức là chú ý rằng là cái việc mà chúng ta điều trị cho dung nhĩ mới khởi phát cũng cần có con mắt giống như là cái dung nhĩ của bệnh nhân đã từng xuất hiện trước đây. Thì đấy là những các cái vấn đề của chúng ta đã bàn luận và cập nhật cho tới ngày hôm nay. Thì quay trở lại tình huống lâm sàng thứ nhất thì cái nguy cơ chảy máu quá cao, nhưng mà nguy cơ tắc mạch cũng không thấp. Do vậy cho nên là chúng tôi ưu tiên trong cái chiến lược là cố gắng là bộ 3 trong một tuần, sau đó là tiếp tục cố gắng bộ đôi trong vòng được 3 tháng là cái thời hạn ngắn nhất đối với ACS và các can thiệp, và sau đó là chúng ta có thể sử dụng được một kháng đông lâu dài. Thế còn cái ca lâm sàng số 2 thì cái điểm chảy máu có vẻ thấp hơn nhưng cái điểm tắc mạch cao, nhưng ở đây rõ ràng mặc dù là dung nhĩ mới khởi phát nhưng câu hỏi và câu trả lời thật ra là không có lý do gì chúng ta không cho NOAC cho bệnh nhân này cộng với kháng kết tật tiểu cầu theo các cái chiến lược đã đề ở trên. Và để tóm tắt thì chúng tôi xin có hai ý như sau. Thứ nhất là dung nhĩ và hội chứng mạch vành cấp là một thể lâm sàng khá thường gặp trong thực hành, đặc biệt là cái dung nhĩ kể cả mới xuất hiện cũng làm tăng biến cố ở bệnh nhân hội chứng mạch cấp. Do vậy chúng ta cần phải có một cái chiến lược sử dụng các thuốc kháng đông ở những cái bệnh nhân dung nhĩ hội chứng mạch vành cấp rất phù hợp. Và đặc biệt đến nay những cái câu trả lời đã hết sức rõ ràng. Thứ nhất là sử dụng chống đông đường uống NOAC tốt hơn là kháng vitamin K nếu có thể. Thứ hai là trong giai đoạn cấp nên sử dụng bộ 3, ít nhất chúng ta đảm bảo được 1 tuần, còn nguy cơ tắc mạch cao thì đảm bảo được 1 tháng thì rất là tốt. Tiếp đó thì sử dụng hai loại kháng đông là bộ đôi, trong đó kháng đông đường uống thì ưu tiên NOAC nên kết hợp với clopidogrel, bởi vì dữ liệu chúng ta có tới nay kết hợp với clopidogrel là nhiều nhất và an toàn nhất. Thứ ba là thời gian sử dụng bộ 2 sau đó chuyển sang đơn kháng đông nó phụ thuộc vào đánh giá nguy cơ của bệnh nhân giữa nguy cơ tắc mạch và chảy máu của người bệnh.